Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta bước vào ở trong tháng của tình yêu. Tháng 2, tháng mà chúng ta biết rằng có một cái ngày lễ mà nước Mỹ này đã khích lệ. Đó là ngày của tình nhân, ngày của tình yêu, Valentine Day. Được diễn ra ở trong thứ tư này. Nên các anh nhớ là nó đến gần rồi đó. Anh chị em hãy nhớ chuẩn bị để chúng ta sẽ thực hiện những điều mà lòng của chúng ta ao ước, dành riêng một cái ngày, một cái thời giờ để chúng ta có thể sinh hoạt với người phối ngẫu ở trong ơn của Chúa, ở trong phước hạnh của Ngài. Những người có con nhỏ chuẩn bị để gửi con, để tìm thời giờ để chúng ta có thể sinh hoạt riêng tư ở trong ngày đó, ở trong ơn của Chúa. Chúng ta tiếp tục loạt bài cây nho thật. Và hôm nay chúng ta sẽ nhìn từ một cái góc cạnh. Đó là bắt những con chồn. Những con chồn có cái tiềm năng phá hoại cái vườn nho của mình. Để chúng ta có thể bảo vệ vườn nho của mình tiếp tục được sai trái ở trong ơn của Chúa. Xin đến với lời của Chúa trong sách Nhã Ca chương 2 câu 15. Xin chúng ta cùng nghe câu kinh thánh này. Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Tôi đọc lại anh chị em, để ý đến từng chữ. Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Và chúng ta tiếp tục với văn chương 15 câu số 16. Chính Đức Chúa Giêsu Ngài dạy chúng ta: không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con để các con đi được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi. Để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con. Dựa trên hai câu kinh thánh này chúng ta thấy có một mối liên hệ. Chúng ta đã học rồi, Chúa Giêsu là cây nho thật và Cha của Ngài là người trồng nho. Và Ngài đã tháp chúng ta vào ở trong cái cây nho thật này. Chúng ta bây giờ là nhánh của cây nho thật này. Và ý định của Chúa là đời sống của chúng ta phải sanh ra bồng trái kết quả. Và kết quả mà Chúa Ngài muốn tìm thấy trong đời sống của chúng ta không phải là quả nhìn thấy nó rồi biến mất, nhưng mà nó kết quả một cách lâu dài. Ở trong ơn của Chúa, chúng ta có thể thấy được điều mà Chúa Ngài muốn thực hiện và tái lập ở trong đời sống của chúng ta. Dựa trên khi sáng thế ký đoạn 2 cho chúng ta biết, khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Ngài ban phước cho và Ngài truyền lệnh rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Chúa Ngài luôn định là đời sống của chúng ta phải có kết quả. Bởi vì cái gì sống thì nó phải kết quả. Trong ý định đó của Chúa, Chúa muốn chúng ta phát triển lan rộng ra trong số lượng của con số của con cái của chúng ta. Và hơn thế nữa anh chị em, Chúa muốn tất cả những cái gì đang diễn ra trong mối liên hệ giữa Chúa với tạo vật đầu tiên này của Ngài được Chúa Ngài đặt ở trong một cái vườn, ở trong vùng Ê-đen đó. Nó không phải là cả thế giới, cả quả địa cầu này. Nó có một cái khu vườn. Ở trong cái khu vườn đó có một mối tương giao mật thiết, thân ái giữa Đức Chúa Trời và tạo vật mà Chúa Ngài dựng nên. Chúa muốn rằng những điều này cứ được nhân rộng ra và phát triển lan tràn ra khắp cả quả địa cầu này. Đó là ý định của Chúa. Cho nên cái sự phát triển là điều cần có ở trong đời sống của mỗi một chúng ta mà Chúa Ngài đã định. Nên Chúa Ngài luôn luôn cài đặt ở trong chúng ta rồi. Đó là ở trong Chúa, dính liền với Ngài, cứ ở trong Ngài, chúng ta sẽ kết quả. Và Chúa Cha làm mọi việc Ngài có thể làm để tỉa sửa, để tỉa chúng ta, để sửa chữa lại, hầu cho đời sống của chúng ta được kết quả một cách mỹ mãn, kết quả lan rộng như Chúa Ngài đã định. Mà chúng ta cũng thấy ở đây, ở trong Nhã Ca chương 2 câu số 15, ở trong cái bài ca này, cho chúng ta thấy có một cái tiềm năng. Đó là có một cái loại thú là những con chồn. Trong tiếng Anh gọi là những con fox, những con chồn. Đây là những cái con thú, nó có thể lẻn vào để nó cắn. Nó không phải chỉ ăn trái mà thôi, nhưng mà nó cắn
cái thân của cây nho, làm cho tróc cái vỏ đi, và nó cũng đào, nó bới, làm cho gốc của cây nho bị lòi lên và chết đi. Đấy là cái tiềm năng đe dọa khi mùa thu hoạch mà người ta thấy đã chớm nở cái dấu hiệu rằng sẽ có một cái thu hoạch tốt. Đó là vì vườn nho của chúng tôi đang trổ hoa. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ buổi sáng hôm nay là những con trồn nhỏ phá hoại vườn nho của chúng ta. Những con trồn nhỏ có chiều hướng lẻn vào khi chúng ta nghĩ là đã ổn định trong mối liên hệ tình yêu của chúng ta, trong mối liên hệ của chúng ta với những người xung quanh. Khi vườn nho đang trổ hoa. Trồn là một cái loài thú ăn đêm. Chúng chỉ xuất hiện ban đêm. Vào buổi tối, không phải chỉ đang trái nho, nhưng mà gặm nhấm lấy thân cây. Những con trồn nào đang cắn phá mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Giêsu Christ? Chúng ta thấy trong mối liên hệ với Chúa, ngay khi mọi việc đang diễn ra một cách tốt đẹp, trong mối liên hệ chúng ta với Chúa, chúng ta cứ ở trong Chúa và chúng ta bắt đầu thấy nhựa sống của Chúa tràn lên cành của chúng ta, và chúng ta thấy bắt đầu ra bông, ra những cái chùm nho non. Thì chúng ta thấy thình lình có những con trồn của sự sao lãng xuất hiện. Sao lãng ở trong thì giờ tương giao với đấng mà mình yêu. Lắng nghe tiếng phán của Ngài như chúng ta đã từng nhận được sự ngọt ngào từ nơi lời của Chúa. Sao lãng ở trong cái thì giờ chúng ta trò chuyện với Ngài. Con trồn này của sự sao lãng có thể làm cho nho vừa mới trổ ra, chùm nho vừa mới xuất hiện đó, nó không đủ chất dinh dưỡng và nó sẽ chết. Cái sự sao lãng ở trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta rất dễ xảy ra. Cho nên chúng ta thường thấy trong cuộc đời, khi mọi việc êm đẹp đó, thì chúng ta thấy rất là dễ để chúng ta mất lối. Khi chúng ta gặp những sự khó khăn, đây là điều đáng tiếc. Khi khó khăn đến, khi chúng ta gặp những sự khó khăn, khi bệnh tật nó tấn công ở trên thân thể của chúng ta, rất là dễ để chúng ta chạy đến với Chúa, bám lấy Ngài. Nhưng mà khi mọi việc bắt đầu ổn định, khi khó khăn được giải quyết, thì chuyện xảy ra đó là chúng ta bắt đầu rơi vào trong tình trạng sao lãng. Chúng ta không còn tha thiết ở trong sự thờ phượng Chúa nữa. Ngày hôm nay có một phong trào mà chúng ta biết rằng rất là nguy hiểm đang diễn ra. Đó là những gia đình trẻ, họ có một quan niệm, họ nói rằng ở vắng nhà thờ một buổi đâu có sao. Rồi một buổi nó dẫn đến hai buổi. Rồi họ thấy thích thú với cái thời giờ hai buổi mà mình ở nhà đó, thấy dường như là mình làm được nhiều việc quá. Cho nên ba buổi xảy ra, bốn buổi xảy ra. Và ngày hôm nay một thống kê mới cho biết, đó là tại xứ Hoa Kỳ này, có những gia đình trẻ họ chỉ còn đi thờ phượng Chúa có 35 tuần ở trong một năm mà thôi. Họ nghĩ rằng họ lợi được rất là nhiều thời giờ. Nhưng mà thời gian cho chúng ta thấy những con trồn này của sự sao lãng này, nó bắt đầu nó phá hỏng cái mối liên hệ của họ với Chúa. Họ cảm thấy mối liên hệ của họ với Chúa bắt đầu trở nên lạnh đi, xa cách Chúa. Những con trồn nhỏ có thể phá hỏng mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Giêsu. Những kẻ thù có thể nhỏ nhưng mà nó có thể phá hỏng những việc lớn. Có rất là nhiều những con trồn nhỏ này. Thí dụ chúng ta thấy một chút thỏa hiệp với thế gian, rằng ai cũng làm mà. Thôi mình ráng, hay là mình chỉ thỏa hiệp ở trong cái lĩnh vực này thôi. Và chúng ta thấy khi chúng ta thỏa hiệp với đời này đó, thì không bao lâu chúng ta thấy những con trồn này bắt đầu nó vào, nó cắn, nó làm cho thân cây gặp trở ngại. Nhựa sống không thể nào trải lên trên cây được cái tiến trình của việc nhận ánh sáng mặt trời. Để tiến trình chúng ta thấy được hệ thống lá đưa xuống để rễ có thể nhận được ánh sáng mặt trời, chuyển đổi để đưa nhựa sống lên để nuôi cành và trái.
thì chúng ta thấy bắt đầu nó bị gián đoạn. Anh chị em, các cái thỏa hiệp với thế gian thấy dường như nhỏ nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng. Chúng ta thấy rất tiếc là có những gia đình ngày hôm nay người ta theo cái trào lưu của đời này, nhất là ảnh hưởng của thế giới Tây Phương. Hôm qua chúng tôi, hôm thứ Sáu chúng tôi tham dự với những gia đình trẻ, những gia đình để chúng tôi nghe cái cuộc hội thảo về hôn nhân hạnh phúc. Thì người ta đưa ra cái thống kê và một cái hình ảnh để giúp đỡ cho chúng ta thấy cái nhu cầu của một gia đình hạnh phúc, phước hạnh là nó lớn đến chừng nào, rất là quan trọng. Họ đem so sánh và nói rằng theo cái thế giới Tây Phương này, trong cái trào lưu sống và cái triết lý đó là nuôi con đến khi nó 18 tuổi mình đẩy nó ra ngoài. Nó đi ra ngoài và nó lập gia đình và nó tạo một cái gia đình mới, thì nó cắt tất cả những cái liên hệ đối với gia đình của mình. Và cái hậu quả đó là rồi chúng nó cứ tiếp tục phát triển như vậy. Và con cháu của những gia đình này chúng ta thấy họ không còn biết tổ phụ mình là ai, không biết gia đình của mình, những cái giá trị về tinh thần như thế nào. Và cái trí nhớ của người ta chỉ lên đến 80 năm mà thôi. Và cái hậu quả đem lại đó là 80% những thanh thiếu niên lớn lên trong những gia đình này, luôn những người tin lành ở tại Mỹ này đó anh chị em, 80% khi chúng nó đến tuổi đi học đại học, chúng nó bỏ Chúa và không bao giờ đi nhà thờ nữa. 80%. Nhưng mà có một mô hình khác, đó là có một cái cộng đồng của gia đình nuôi dưỡng và truyền tải cái đức tin của mình, trao đức tin của mình cho con cái của mình. Và họ rất là thành công. Đó là cái cộng đồng của những người Do Thái và những người Amish. Họ giữ lên đến 95-97% con cháu của họ giữ niềm tin và tiếp tục thờ phượng đấng mà họ thờ phượng. 95-97%. Tại sao? Bởi vì họ tạo nên một cái cộng đồng và họ giúp đỡ cho con cái của họ dính liền ở trong cộng đồng đó và sinh hoạt ở trong cộng đồng đó. Họ trao gửi cái đức tin bằng qua những buổi ăn, những cái bữa tiệc ở trong gia đình, những ngày lễ mà họ giữ, và họ nhắc lại công việc của Đức Chúa Trời. Họ đem những hòn đá kỷ niệm và họ nhắc lại cho con cái của họ. Và cái bộ nhớ của những cộng đồng này nó dài đến 1.000 năm. Họ nhớ hết những cái sinh hoạt của họ, những người trước, những thế hệ trước đã làm gì mà nó đem lại cái phước hạnh xây dựng để họ có thể được phước ở trong ngày hôm nay. Ở khi tôi ngồi nghe cái điều đó, tôi thấy rằng cảm ơn Chúa vì VBC Houston của chúng ta đã bắt đầu ở trong 35 năm về trước, và chúng ta đã có một cái quá trình của 33 năm. Chúng ta có những bữa ăn của gia đình, những bữa ăn mà hội thánh của Chúa ngồi lại để ăn. Cảm ơn Chúa với điều đó. Và có thể đó chính là cái câu trả lời tại sao nhiều người trẻ ở trong hội thánh trải qua một cái thời gian dài, họ dính liền với hội thánh và họ sinh hoạt ở trong hội thánh. Điều đó có thể là câu trả lời tại sao con cái của chúng tôi nó đứng vững ở trong đức tin và nó đang cùng đứng chung với chúng tôi trong sự hầu việc Chúa. Bởi vì có một cái môi trường để giúp đỡ. Nhưng mà tôi e rằng cái điều này đang bị đe dọa. Vì thế hệ kế tiếp của những người trẻ mới tin Chúa sau này, gia đình họ mới tin Chúa sau này, cha mẹ không đặt nặng vấn đề hôn nhân hạnh phúc và một cái gia đình cần phải vững mạnh để chúng ta có thể chuyển tải đức tin cũng như đời sống của mình xuống cho con cái của mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải để ý và chúng ta cần hoàn chỉnh. Đó là một trong những con chồn rất là nguy hiểm khi chúng ta thỏa hiệp với thế gian này. Khi chúng ta để cho con chồn không vâng theo tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh, nó xuất hiện ở trong vườn nho của chúng ta. Anh chị em, một trong những cái điều gây đứt đoạn ở trong mối liên hệ chúng ta với Chúa là chúng ta không vâng lời Ngài. Trước đây chúng ta đi với Chúa, khi chúng ta mới tin Chúa, chúng ta nghe tiếng của Chúa phán mình, chúng ta thấy Chúa Ngài đặt để trong lòng của mình một cái ý niệm.
chúng ta đeo đuổi rồi chúng ta thực hiện. Thì chúng ta thấy càng thực hiện, chúng ta thấy những việc đó nó xảy ra đúng như điều mà mình nghe, cảm nhận được tiếng của Chúa phán với mình, khiến cho mối liên hệ chúng ta với Chúa nó cứ khăng khít. Và chúng ta có một cái chuỗi của những ngày chúng ta kinh nghiệm Chúa, gần gũi Ngài. Nhưng mà rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu không vâng lời Chúa. Tiếng nói của Đức Thánh Linh bảo hãy làm điều này, chúng ta nói xin Chúa cho con cứu cái việc này, bởi vì nó không có tiện nghi, nó không có thuận lợi, nó không có thuận tiện ở trong cái lúc này. Chúng ta không vâng lời một việc, nó sẽ sanh ra không vâng lời một việc khác. Và cái hậu quả cuối cùng là chuyện gì xảy ra anh chị em biết không? Chúng ta không còn nghe được tiếng phán của Chúa nữa. Đi với Chúa lâu, tôi có một cái quá trình và hiểu như thế này. Nhiều khi chúng ta muốn xin Chúa bày tỏ cho chúng ta cái bước kế tiếp, để chúng ta biết những chuyện tương lai, mà chúng ta không nghe một động tĩnh gì từ thiên đàng. Trước đây chúng ta cầu nguyện Chúa đáp lời, trước đây chúng ta hỏi Chúa Ngài trả lời chúng ta một cách nhanh chóng, bây giờ chúng ta xin không thấy chuyện gì xảy ra hết. Lý do là bởi vì chúng ta chưa làm xong cái bước cuối cùng Chúa chỉ dạy chúng ta, mà chúng ta đòi biết thêm những bước kế tiếp, thì chúng ta không vâng lời. Đó là một trong những cái lý do khiến cho mối liên hệ chúng ta với Chúa bị gián đoạn. Đức Chúa Trời không phải là loài người để đến trình bày cho chúng ta cái chương trình của Ngài, cái kế hoạch của Ngài, xong rồi chúng ta chọn, thích chúng ta làm, không thích thì thôi. Chúng ta đối với tất cả mọi mối quan hệ chúng ta thấy đều sẽ bị trở ngại khi chúng ta có cái thái độ đó, huống chi lời với Đức Chúa Trời của chúng ta. Nên cái con chồn của không vâng theo sự dẫn dắt, tiếng nói nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh, êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh, nó có thể gây trở ngại cho vườn nho của chúng ta. Một con chồn khác nữa trong mối liên hệ chúng ta với Chúa, đó là cái sự chiều theo xác thịt, chảnh mảng ở trong trách nhiệm. Chúng ta vì một cái lý do nào đó bắt đầu chúng ta trở lại, chúng ta chiều theo xác thịt. Có những cái đòi hỏi tham muốn của xác thịt. Chúng ta rằng Chúa ơi, con đâu phải là người đi tu đâu, bỏ hết rồi còn gì là đàn ông nữa. Ở đời người ta có tứ lỗ tường, người ta có cầm kỳ thi họa, bên phía chánh và bên phía tà, đó là tài sắc thủ phiến. Mà nếu mà con bỏ hết tất cả những điều đó thì con còn gì là đàn ông nữa. Cho nên bắt đầu chiều theo xác thịt và bước ra ngoài phạm những cái điều mà lời của Chúa ra răng cấm. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cho phép cái con chồn này đến và nó làm gián đoạn cái mối liên hệ chúng ta với Chúa. Và tôi tin rằng đây là điều làm cho lòng Chúa buồn nhất. Chúng ta để cho những cái ham muốn của xác thịt nho nhỏ đó, nó làm gãy đổ mối liên hệ mà Chúa đã đổ huyết của Ngài. Ngài đã đến trần gian này mang lấy thân xác con người, đến để trả giá thay cho chúng ta, để phá đổ tất cả những điều đó, bẻ gãy sự rủa xả đó, để phục hồi chúng ta, hoặc chúng ta trở lại trong mối liên hệ với Chúa. Chúng ta bằng lòng bán những điều đó với những điều hết sức là nhỏ, hết sức là vô lý trong cuộc đời của chúng ta. Nó gây trở ngại mối liên hệ chúng ta với Chúa. Chúng ta làm những công việc của tội lỗi nho nhỏ này, rồi vẻ đẹp của kết quả của nhành nho bị phá hỏng ở trong đời sống của chúng ta. Những con chồn cắn phá mối liên hệ chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta không bắt nó sớm, thì cái mùa thu hoạch của chúng ta mà Chúa định là chúng ta phải kết quả và trái của chúng ta thường đậu luôn đó, nó sẽ gặp trở ngại. Chúng ta hãy để ý đến. Và bây giờ chúng ta bước sang mối liên hệ của chúng ta với người phối ngẫu của chúng ta. Ở trong hôn nhân, ở trong gia đình thì như thế nào? Có những con chồn nào cắn phá mối liên hệ chúng ta với người phối ngẫu của chúng ta, là người mà Chúa đã tác hợp cho chúng ta. Hôn nhân là một vinh dự, món quà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể phản ảnh tình yêu và hình ảnh mối liên hệ của Đấng Christ và nàng dâu của Ngài. Trong đời sống xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy đây cũng là điều mà làm cha mẹ chúng ta phải nhắc nhở cho con cái của mình. Đây là điều mà chúng tôi trong vị trí của mục sư trong hội thánh, chúng tôi nhắc nhở cho những
cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị hôn nhân mà chúng tôi có cái lớp chuẩn bị hôn nhân giúp cho họ. Đó là cái trào lưu của ngày hôm nay, là người ta đặt nặng ở trong hôn sự của họ đó, cái việc chính là cái ngày hôn lễ của họ, cái lễ cưới của họ. Họ dồn bao nhiêu năng lực và tiền bạc vào ở trong cái chỗ đó, chỉ cho ngày đó thôi, mà không có sự chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân của họ, sống chung với nhau những ngày còn lại của cuộc đời của họ. Chúng ta thử hình dung chủ vườn nho dành hết thì giờ, tài nguyên của mình, tài chánh của mình chỉ để thiết lập một vườn nho, rồi sau đó sao lãng cái việc để ý chăm sóc vun xới những cây nho mà mình đã trồng xuống đất. Nếu tình trạng đó xảy ra thì chúng ta thấy thật là dại dột và hoang phí tiền bạc, phải không? Vậy mà nhiều người trẻ ngày hôm nay họ xem TV và thấy có những cái đám cưới nhìn rất là romantic. Có những cái hình ảnh mà họ thấy rằng ô tôi phải có cái đám cưới giống như vậy. Nhưng mà lại không chuẩn bị cho sau cái đám cưới đó, cái ngày hôm sau bắt đầu cái tuần trăng mật đó, thì nó còn mật ngọt hay là không, hay là bắt đầu có trở ngại nếu không có sự chuẩn bị sẵn sàng. Trở lại Nhã Ca chương 2 câu 15 chép: xin bắt giúp chúng tôi. Chúng ta để ý đến chữ chúng tôi vì tôi sẽ trở lại đây rất nhiều. Ở đây nói đến cái hình ảnh đó là có một cái nhu cầu. Cái đôi uyên ương này, cái cặp vợ chồng này, họ bắt là, họ xin là, như là một cái lời yêu cầu: xin bắt giúp chúng tôi những con chồn. Đây là cái nhu cầu, và đây cũng phải là cái quyết định của cả hai người. Bắt những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì cái lý do là bởi vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Vì có những đứa trẻ sẽ sanh ra ở trong cái gia đình này, cái hôn nhân này. Cho nên xin bắt cho chúng tôi những con chồn này càng sớm càng tốt. Có những con chồn nó đến ở trong vườn nho của chúng ta không chỉ để ăn trái của cây nho chúng phá và làm hư hỏng nhiều điều lắm anh chị em. Chúng gặm nhấm thân cây, bươi gốc, khiến cho rễ phải lòi ra và làm cho chết cây. Chúng không chỉ ăn trái nho nhưng mà thích phá hủy cả cái cây nho rồi vườn nho của chúng ta. Nên câu hỏi ở trong thời giờ này chúng ta cần đặt ra, đó là có những con chồn nào đang phá hoại hôn nhân của anh chị em? Phải biết nha. Còn không nữa là nó cắn tan nát hết rồi, lúc bây giờ là chúng ta mới tỉnh thì nó quá trễ. Xin Chúa giúp để bài hôm nay sẽ giúp đỡ cho nhiều gia đình trong những ngày sắp đến. Chúng tôi soạn bài này, học hỏi tài liệu này để với một cái mục tiêu là sẽ có nhiều gia đình tỉnh thức để bắt những con chồn nhỏ nhỏ này. Nhưng mà cái sức tàn phá của nó thật là khủng, thật là lớn. Thứ nhất, đó là con chồn của những bất hòa chưa giải quyết. Điều này bao gồm cả cố chấp không chịu tha thứ. Đây là một cái loại chồn mà chúng ta thấy có nhiều khi người Việt của chúng ta lại thích giận cho đến chết. Chết mang theo. Đúng rồi, giận cho đến chết là phải rồi. Giận quá cho nên chết sớm. Hôn nhân cũng chết theo vì những bất hòa không chịu giải quyết. Con chồn thứ nhì là con chồn của phán đoán một cách không công bình. Không nghĩ tốt, nhưng nghi ngờ sự dữ về tất cả những hành động và việc của người phối ngẫu của mình. Côrintô chương 1 chương 13, đoạn kinh thánh của tình yêu nói rằng tình yêu thì tin cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nhưng mà khi tình yêu nó bị mất rồi đó, thì cái thứ chồn này nó chung vô đó, thì anh chị em thấy rằng họ phán đoán cái gì cũng nghi ngờ hết. Tôi thấy ông... Sáng hôm nay ông bò lại gần tôi, chắc ông muốn kiếm chuyện gì đây, tối nay muốn làm gì đây phải không? Tại sao? Anh chị em thấy không? Hay là bà đó, nghe tôi thấy bà lúc này bà nghi ngờ sự dữ đối với người thân thương của mình. Cái loại chồn này chúng ta cần phải giải quyết sớm. Bởi vì nếu không chúng ta thấy rằng nó nguy hiểm và nó gây cái sự tàn hại, vì nó là cái dấu đầu tiên để báo cho chúng ta biết tình yêu đã bay ra khỏi gia đình này rồi. Nó đã chấp cánh rồi. Chồn thứ ba là con chồn của sao lãng, bỏ mặc hôn nhân của mình.
Trước đây là để ý chăm sóc nhau, chiều chuộng nhau, trong lúc yêu nhau, bây giờ nó ván đã đóng thuyền, cá bắt vô trong thùng rồi, còn chiều chuộng cái gì nữa. Thôi bà, dẹp cái chuyện của bà đi. Làm nũng thì hồi xưa thì còn được tôi để ý, chứ còn lúc này vân vân. Và chúng ta thấy, chúng ta bắt đầu sao lãng. Và gây trở ngại. Con chồn thứ tư là con chồn của nặng nhọc làm việc nhưng mà không có giờ để vui hưởng. Đây là cái loại chồn mà mình mang công việc làm luôn cả vào trong những ngày nghỉ của mình. Khiến cho chỉ có cái xác mà không có cái hồn ở bên cạnh người phối ngẫu của mình. Con chồn thứ năm là con chồn của hình tượng trong con tim, của video game, của mua sắm. Và có những trường hợp nó là sự chăm sóc của con cái nữa. Nhưng mà tập trung vào chỉ chăm sóc con cái thôi mà quên đi người chồng của mình, người vợ của mình. Đam mê trong công việc, ích kỷ trong những thú vui trong cuộc đời. Đây là cái loại chồn rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải khám phá và để ý đến nó sớm. Loại chồn thứ sáu là loại chồn không còn có mục đích và hướng đi nữa. Tôi chia sẻ điều mà chúng tôi học được ở trong XO Marriage Conference để nhắc nhở anh chị em rằng hôn nhân mà Chúa ngài định cho chúng ta có một mục đích rất là lớn. Đó là chúng ta trưởng dưỡng những người tin kính Chúa, những đứa con tin kính Chúa, và để mở rộng biên cương nước của Chúa qua lời làm chứng của một hôn nhân hạnh phúc, tốt đẹp, để muôn người có thể được phước xung quanh đời sống của chúng ta. Những con chồn này có thể làm hư hỏng đổ vỡ lâu dài ở trên hôn nhân nếu chúng ta không bắt nó sớm, giết nó sớm, để chúng ta trừ ra cái hậu quả, diệt trừ hậu quả mà chúng ta sẽ không vui lòng khi nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ nhì chúng ta đặt ra tại đây là làm sao để chúng ta có thể bắt mấy con chồn nhỏ này. Làm sao để chúng ta biết nó có mặt mà chúng ta bắt nó? Làm thế nào để chúng ta có thể nhận diện chúng trong hôn nhân của chúng ta? Chúng tôi khám phá ra rằng cách tốt nhất để chẩn đoán sức khỏe của hôn nhân của chúng ta là bằng cách xét nghiệm cách chúng ta liên hệ với nhau. Và xin những cặp vợ chồng có mặt tại đây bắt đầu để ống nghe của bác sĩ lên lỗ tai của mình. Và để ý xem chúng ta làm cái xét nghiệm mối liên hệ chúng ta ở trong gia đình như thế nào trong những ngày qua. Thứ nhất, nếu có căng thẳng và đối đáp một cách cọc lóc với nhau, thì chắc chắn là có cái con chồn của bất hòa chưa giải quyết đang lén vào vườn nho của anh chị em rồi. Trả lời gọi là cọc lóc. Cọc. Không có gì. Nạt lại một cách cọc lóc như vậy. Trước đây thì nói năng nhẹ nhàng. Khi yêu nhau thì chúng ta thấy tiếng của nàng như rót mật vào lòng của anh. Bây giờ tiếng của nàng giống như là người miền Tây chúng tôi có câu đó là cái dùi đục chấm nước mắm anh. Nghe nó cọc 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 cọc. Cọc lóc. Trả lời một cách rất là ngắn nhưng mà đầy cái ám khí ở trong đó. Tại sao bữa nay nhìn thấy mặt em không vui? Kệ tôi. Hôm nay canh hơi mặn. Ăn không ăn thì thôi đừng có phê bình. Chúng ta đây rằng thật ra nó là cái dấu hiệu của cái sự bất hòa không chịu giải quyết. Cho nên cái trái bơm mà nó đang ẩm ỉ ở bên trong đó, nó chờ có cơ hội để nó nổ. Cái loại chồn này rất là nguy hiểm. Chúng ta cần phải giải quyết sớm. Và trong chúng tôi, trong những ngày đầu khi chúng tôi
bước vào trong hôn nhân, chúng tôi quyết định là chỉ giận nhau tối đa là 15 phút thôi, rồi phải làm hòa. Có một đứa phải chọc đứa khác cười để làm xì bớt áp suất, giải quyết. Theo thời gian nó dài lên 20-30 phút, mà chúng tôi kéo nó trở lại vì đã quyết định với nhau là không giận nhau quá 15 phút. Đó là lý do tại sao tôi không hiểu nổi có những người họ giận nhau cả ngày, cả tuần, cả tháng, rồi cả năm mà không giải quyết. Nhìn những người này chúng ta sẽ thấy họ héo hon, họ mòn mỏi. Tại sao anh chị em biết không? Mình ở với kẻ đại thù ở trong nhà của mình làm sao mà mình bình an được? Leo lên giường ngủ mà chúng ta không biết là lúc nào là bà đánh đâm sau lưng chiến sĩ thì làm sao ngủ ngon được? Không biết lúc nào là ổng sẽ gây cái sự khó khăn cho mình. Thành ra chúng ta thấy rằng ở sống trong những ngày mà nếu chưa giải quyết thì chúng ta thấy rằng những cái bất hòa này nó sẽ tiếp tục gặm nhấm, giống như con chồn nó vô và bắt đầu nó cắn cái thân cày. Nó cắn mỗi lúc một chút. Và nó giết chết. Nếu bạn nhanh chóng phê phán chỉ trích động cơ của người phối ngẫu, lý do họ làm hay không làm một việc gì đó, có thể lắm con chồn của cố chấp đang cắn phá thân cây nho là tấm lòng của bạn. Cố chấp là không chịu tha thứ. Ta xin lỗi rồi cũng không tha thứ. Ông xin lỗi ha. Tôi để tôi xem có thiệt không. Nói theo kiểu người Mỹ đó là put on probation. Thời gian theo dõi. 90 ngày sau mà thấy được thì mới giải quyết. Không anh chị em, Chúa bảo chúng ta đó là chúng ta hãy mau nghe, chậm nói và chậm giận. Và hãy tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ cho chúng ta thế nào thì hãy tha thứ nhau thế. Lời Chúa cũng dạy chúng ta, kẻ thù con có đói cho nó ăn. Kẻ thù mà Chúa cũng bảo nó đói cũng cho nó tô mì nữa. Huống chi ông chồng, huống chi là bà vợ của mình ở trong nhà. Tại sao mình lại đối xử với họ còn tệ hơn kẻ thù nữa? Cẩn thận. Nếu bạn không có chủ động dành thời gian với người phối ngẫu ở nhà hay là giờ hẹn hò, thì hãy nhận diện con chồn nhỏ của sự sao lãng nó đã xuất hiện. Nhớ cái lúc mà yêu nhau, không chiều với nhau, hẹn với nhau. Rồi ngồi đó thì thề non hẹn biển, nói chuyện chúng mình suốt đêm. Bây giờ thì chúng ta thấy không còn cái thời gian đó nữa. Con chồn của sự sao lãng. Ván đã đóng thuyền rồi mục sư ơi. Rồi chúng ta lại lượm cái câu của người đời, của những con người không biết Chúa. Tình chỉ đẹp khi còn vang vỡ. Để nhớ đến cái lúc đó. Nhưng mà tại sao lại quên? Đời mất vui khi đã trọn câu thề. Đâu không, anh chị em, cái đó là đời. Ở trong Chúa khi chúng ta đã trọn câu thề rồi, nó phải vui hơn chứ. Cái niềm vui chúng ta được gặp chung lại với nhau, nó vui gấp bội mà. Amen. Cho nên ai mà thấy bây giờ sao nó ít vui hơn hồi xưa đó, để biết rằng mình đã cho con chồn của sự sao lãng nó đã xuất hiện. Hồi xưa chiều chuộng chăm sóc nhau. Tôi đi câu cá với anh Cường, anh dạy một số những cái nguyên tắc mà chúng tôi học được. Muốn bắt được những cái loại cá khác nhau, chúng ta phải học để xem cá nó thích ăn mồi nào. Phải không? Ở Texas ở đây mà muốn câu cái cá mà nó có chấm màu đen ở dưới đuôi, nó gọi là redfish, thì phải câu bằng mồi cua. Bẻ con cua ra làm hai, chặt ra chính giữa, móc vào thảy xuống là cái loại cá đó nó ăn. Cá sủ cũng có thể câu được. Nhưng mà ra xa mà câu red snapper, cá hồng á, thì phải câu bằng cái mồi khác. Bỏ cua xuống nó không ăn, nhưng mà phải bỏ mồi bằng mực thì nó mới ăn. Còn câu cá mà cá thu, cái gọi là king mackerel, thì phải lại là một cái loại cá khác. Móc vô và thả nó ở trên mặt nước. Cá nào muốn câu nó phải nghiên cứu để xem nó thích ăn cái mồi gì. Ngày xưa lúc mà chiều chuộng sinh
phép nàng để cưới nàng đó. Trong lúc nộp đơn đó là mình chiều chuộng dữ lắm, nghe ngóng coi cô nàng thích cái gì, thích ăn cái gì, chiều chuộng gọi là tối đa. Đến khi bắt bỏ trong thùng rồi đâu cần phải chuộng. Ôn chị em, cái con trồn của sao lãng nó nguy hiểm vô cùng. Cái gọi là thân quá gần quá rồi chúng ta xem thường nhau đó, rất là nguy hiểm. Người xưa có câu là phải kính như tân, phải kính với nhau như là lúc mới cưới nhau á, thì cái hôn nhân đó nó mới tốt được. Chứ bây giờ không còn kính như lúc mới nữa, mà giờ chê đồ cũ thì nó nát như tương là phải rồi. Ủ riết giống như tương, ủ riết thì nó nát. Cho nên chúng ta cần phải để ý đến cái loại trộm này ở trong hôn nhân của chúng ta. Có thể tâm trí của bạn luôn nghĩ đến việc làm ngay cả trong ngày nghỉ, và điều này khiến bạn ở cạnh người thân nhưng một cái xác không hồn. Thì có thể lắm, đó là cái loại trộm của chỉ làm việc mà không có giờ vui bên gia đình của mình đang xuất hiện trong vườn nho của chúng ta, và nó có thể phá hoại vườn nho của chúng ta. Đời sống của chúng ta không thể chỉ là làm việc kiếm tiền mà thôi, nhưng mà cái sự sống của chúng ta với gia đình, cái kế sinh nhai, nó phải là cái việc phụ chúng ta cho mục đích lớn hơn mà Chúa đã định cho đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu nói với anh chị em, ấy không phải các ngươi chọn ta mà ta chọn và bổ nhiệm các ngươi để các ngươi đi, và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Chúa muốn đời sống của chúng ta là một đời sống kết quả lớn hơn là cái con số ở trong ngân hàng của chúng ta nó lớn hơn. Nhưng mà đời sống ảnh hưởng lan rộng ra, để lại những di sản tốt đẹp cho thế hệ kế thừa là con cháu của chúng ta. Chúng nó nhìn vào trong hôn nhân của chúng ta, nó thấy gì về hôn nhân? Ngày hôm nay anh chị em, có những người trẻ họ tuyệt vọng đối với hôn nhân. Khi họ nhìn cha, nhìn mẹ của họ, rồi họ nói rằng tại sao phải lập gia đình chi cho khổ vậy? Nhưng mà xin Chúa cho để hội thánh của Chúa chúng ta là một cái cộng đồng mà chúng ta nói với những người trẻ, thế hệ kế thừa của chúng ta, trong cộng đồng chúng ta, giữa con cháu của chúng ta, đó là hôn nhân là món quà tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người chúng ta. Và đó là đơn vị xã hội đầu tiên mà Đức Chúa Trời Ngài đã thành lập khi Ngài thiết lập hôn nhân trong vườn Ê-đen. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã có cái ý định và chương trình của Ngài trong việc thành lập một hôn nhân. Xin chúng ta nhớ điều đó. Và cho qua đời sống của chúng ta, con cháu của chúng ta, thế hệ của những người trẻ sẽ được khích lệ. Anh chị em nhìn tầm xa, anh chị em có muốn con cái chúng ta nó thuộc về cái tỷ lệ của những người 80% bỏ Chúa, bỏ nhà thờ khi chúng nó ra khỏi gia đình không? Hay chúng ta muốn con cái của chúng ta sẽ được giữ lên đến 95-97% giữ niềm tin, tiếp tục tin cậy Chúa và bước đi ở trong mối liên hệ với Ngài? Đó là mục tiêu rất là lớn. Nếu chúng ta trở lại với cái quyết định tin Chúa là quyết định khôn ngoan nhất, quyết định quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì chúng ta được cứu và tương lai đời đời của chúng ta định, thì anh chị em đừng xem nhẹ cái sự cứu rỗi mà con cái của chúng ta cũng phải nhận cho chính nó. Và nó bắt đầu bằng hôn nhân của chúng ta phải hạnh phúc. Con trồn của hình tượng ở trong con tim của chúng ta, đây là loại trồn khó để bắt gặp chúng hơn. Bởi vì những hình tượng này không chỉ nắm bắt sự chú ý chúng ta, mà nó còn nắm bắt cái cảm xúc, tâm lòng của chúng ta. Để có thể bắt chúng, bạn phải đi xem tâm trí của bạn đi đâu khi không có gì để suy nghĩ. Hay là tôi mong chờ làm điều gì nhất khi tôi có thời giờ rảnh? Có những đam mê nó xuất hiện. Đáng tiếc là ngày hôm nay cũng có những người đã có gia đình rồi lại mê chơi video game.
Họ ghiền luôn đó anh chị em. Anh chị em, chúng tôi được nghe có những mục sư cũng ghiền video game. Có một mục sư tại Việt Nam thuật lại với chúng tôi là có một mục sư, ông chơi video game đến một cái lúc ông thấy như là ông bị ghiền và nó nắm cái cuộc đời của ông. Đến độ đời sống cầu nguyện của ông bị rối loạn. Ông nhắm mắt lại thì ông nghe cái tiếng tít 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 của video game chứ không thể còn nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Không tập trung được. Cuối cùng ông phải bò đến tìm các anh em của mình mà xin các mục sư khác đặt tay giúp đỡ để đuổi cái con quỷ đó ra khỏi. Cái sự nghiện video game đó ra khỏi ông để được phục hồi mà tốn một cái thời gian rất là dài để trở lại nghe được tiếng phán của Chúa như trước đây đã từng nghe. Với những đam mê khác vào trong cuộc đời, chúng ta cũng có thể để cho nó trở nên điều gây cái sự khó khăn ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nắm bắt được những cái con trồn này, mặc dù nó khó nhưng mình có thể bắt được. Có một đấng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Tên của Ngài trong tiếng Anh cũng cùng một cái trách nhiệm và công tác mà Chúa đã dựng nên người đàn bà đầu tiên và đem đến cho Adam. Ta sẽ làm nên kẻ giúp đỡ giống như nó ở trong bản tiếng Anh là a helper. Chúa Giêsu nói rằng ta đi và ta sẽ gửi Ngài đến là đấng giúp đỡ cho các người, đấng giúp đỡ, a helper. Tên của Ngài là Đức Thánh Linh. Ngài đến và Ngài sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta vì Ngài là thần của chân lý. Ngài sẽ chỉ ra cho chúng ta cái thứ trộm này. Vì nó liên hệ đến bên trong chúng ta đó. Cái đam mê này anh chị em đến một cái lúc mà nó mãnh liệt đến cái độ là có nhiều người họ quên ăn, quên uống, họ bỏ vợ, con và họ ở trong cái sự đam mê này, bỏ chồng của mình trong cái đam mê này. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều người, gia đình của họ bây giờ tan nát hết vì họ mê coi football. Rồi xong họ đánh cá ở trên những trận football này. Họ nát hết. Gia đình không còn gì hết. Họ đam mê trong những cái việc đi xe nhỏ về xe lớn. Xuống thăm Lake George. Đi thì lái xe của mình. Nhưng mà về phải đi xe bus bởi vì phải bán xe, cầm xe vì thua nhiều quá. Chính những cái điều đó nó đem lại sự đau khổ cho tất cả những người thân thương mình. Con chồn của những hình tượng ở trong con tim của chúng ta. Có những người đam mê việc đi mua sắm, shopping đến cái độ là gia đình của họ gặp trở ngại. Lỗi chồn cuối cùng là lỗi chồn của thiếu chủ định. Đây là một cái lỗi chồn thích khiến chúng ta ngủ mê trong vườn nho. Nó ru chúng ta ngủ xong rồi để nó có thể cắn phá cái vườn nho của chúng ta. Đây là lý do chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo về hôn nhân hạnh phúc. Tổ chức và thực hiện buổi hội thảo như ở trong thứ 6 và thứ 7 vừa qua, XO Marriage Conference. Hoặc là có những loạt bài giảng và những bài giảng như thế này. Mục tiêu chúng tôi chỉ muốn thực hiện một điều đó là mong rằng có những người vợ, người chồng họ được đánh thức để bắt đầu để ý đến và sống trong hôn nhân của họ một cách tươi mới theo như những điều họ được đánh thức và nhắc nhở. Thì con người của chúng ta là một cái tạo vật có cái chiều hướng chúng ta quen rồi chúng ta lờn. Xin Chúa cho để sẽ tươi mới ở trong hôn nhân để có một hôn nhân hạnh phúc. Anh chị em để ý đến điều đó. Và anh chị em tháo cái ống nghe của bác sĩ xuống. Cho tôi đặt câu hỏi là những con trồn nào bạn đã phát hiện đang chạy trong vườn nho của bạn? Những cái conflict, những cái mâu thuẫn ở trong hôn nhân, những cái bất hòa chưa được giải quyết. Hay là chúng ta phê bình chỉ trích một cách không công bình. Hay là chúng ta để cho cái sao lãng nó đang chạy và nó đang cắn cái thân cây của cây nho của chúng ta. Con trồn nào anh chị em đã khám phá nó?
Hãy để ý đến nó trong lúc này. Rồi đặt mục tiêu để chúng ta đánh đuổi nó. Bắt cho bằng được những con trồn đó. Đóng đinh nó vào thập tự giá với Đấng Christ. Roma chương 6 thì dạy chúng ta đem chôn nó luôn. Đóng đinh xong rồi gỡ nó xuống. Đem chôn. Kể như mình chết đối với những điều đó. Hoặc cho đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh và kinh nghiệm được sức sống phục sinh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn bắt cho chúng tôi những con trộm, và đây là điều mà tác giả sáng tác bài Nhã Ca này ở trong chương 2 của sách Nhã Ca đã nói, xin giúp bắt cho chúng tôi những con trộm nhỏ nhưng mà nó phá hoại vườn nho, vì vườn nho của chúng tôi vừa mới trổ hoa. Chúng tôi tin rằng một hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi chúng ta phải bồi đắp tình yêu nhiều lần với cùng một người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình. Bởi vì bài Nhã Ca này diễn tả một mối tình sâu đậm giữa một người nam và một người nữ, thì nó đã trở nên một bức ảnh đẹp đẽ, vẽ lên mối liên hệ giữa Đấng Christ và nàng dâu của Ngài là Hội Thánh, giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân của Ngài là dân Israel. Chúa đã định tình yêu và liên hệ giữa một người đàn ông và vợ của mình phải phản ảnh tình yêu giữa Đấng Christ và nàng dâu của Ngài là Hội Thánh. Cho nên sứ điệp này có cái điều song song với nhau là mối liên hệ chúng ta với Đấng Christ và mối liên hệ chúng ta với vợ chồng của mình. Xin Chúa cho để chúng ta rút tỉa những bài học để chúng ta có thể kiện toàn mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, bởi vì chúng ta với nhau trong hôn nhân hạnh phúc giữa vợ chồng với nhau. Vì Ephesos chương 5 câu 31, 32 nói, chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu, tôi muốn nói về Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Thật là một lời chứng hết sức mạnh mẽ cho Chúa khi hôn nhân của bạn được quyết định ngay từ đầu là nó sẽ phản ảnh sự mầu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Điều này đòi hỏi chúng ta phải làm việc một cách chuyên cần. Chúng ta phải để ý đến và bắt cho được những con trồn nhỏ nhỏ chạy ở trong vườn nho của chúng ta. Nó là thú ăn đêm. Cho nên khi bóng tối bắt đầu xuất hiện thì chúng nó cũng bắt đầu bò ra khỏi cái chỗ mà nó trú ẩn. Phải cẩn thận anh chị em để chúng ta bắt cho được những con trồn này. Mấy con trồn phá hoại này không phải lúc nào cũng dễ bắt. Nhưng bắt được chúng không phải là điều không thể làm được. Những lĩnh vực khó khăn ở trong hôn nhân, trong các quan hệ không phải lúc nào cũng dễ bắt. Nhưng với sự siêng năng, cố gắng và giúp đỡ từ nơi Chúa thì công tác này có thể thực hiện được. Cho nên gia đình nào cùng học lời Chúa chung với nhau, cùng cầu nguyện chung với nhau, cùng thờ phượng Chúa trong Hội Thánh và cùng nhau phục vụ, thì không phải 10 cặp lập gia đình thì có 5 cặp ly dị là khoảng 50%, nhưng mà chỉ có một cặp ly dị trong số 1.347 cặp. Và đó là mục tiêu của chúng ta. Phải 1.347 cặp mới có một cặp ly dị. Nếu họ cùng nhau thờ phượng Chúa cùng một niềm tin, cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau, cùng cầu nguyện chung với nhau, cùng thờ phượng Chúa ở trong cùng một Hội Thánh và cùng nhau phục vụ trong một Hội Thánh, thì chúng ta thấy cái mức độ tỷ lệ của ly dị nó khác xa, khác rất là lớn so với là những người không có cùng một niềm tin, không đi thờ phượng Chúa chung với nhau và không sinh hoạt chung với nhau. Mục tiêu của chúng ta là muốn cho thế nhân họ phải kinh ngạc khi họ nhìn vào gia đình và hôn nhân của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một khi chẩn đoán, anh chị em đã thấy có những điều thiếu mất ở trong hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ học cái phương cách để chúng ta có thể phục hồi tình yêu ở trong hôn nhân, thêm sự nồng cháy ở trong hôn nhân của mình. Sau khi
chúng ta thấy cái giá trị của một hôn nhân hạnh phúc. Một cái hôn nhân có được sự chăm sóc, bảo vệ, để ý đến những tiềm năng có thể phá hủy hôn nhân của mình. Thì đây là điều mà chúng tôi đề nghị anh chị em. Đó là hãy thêm sự nồng cháy cho hôn nhân của mình bằng cách bày tỏ tình yêu cho người phối ngẫu của mình một cách đầy đủ như ý nghĩa của chữ tình yêu được mô tả ở trong lời của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta gặp trở ngại khi chúng ta nói đến chữ yêu ở trong tiếng Anh. Vì người ta lạm dụng cái từ ngữ này. I love ice cream, I love football, I love pizza, I love my dog, I love my car. Cái gì cũng love hết. Cho nên khi bà vợ nghe ông chồng nói rằng I love you, bà nói tôi có khác gì với lại mấy thứ kia không? Và cái chữ đó bị lạm dụng. Tôi nghe có người nói, có những người rất là dễ để tỏ tình và nói I love you với người bạn gái của mình trong tiếng Anh. Dễ nói hơn là anh yêu em trong tiếng Việt. Vì chữ yêu trong tiếng Việt của chúng ta còn có nhiều ý nghĩa lắm. Chúng ta không nói chúng ta yêu ice cream, chúng ta yêu con chó. Không có. Phải không anh chị em? Chúng ta thích con chó của mình chứ không ai nói tôi yêu con chó của tôi. Cái đó là nguy lắm ạ. Nhưng mà nguyên tắc trong Kinh Thánh thì có một cái thứ ngôn ngữ gọi là tiếng Hy Lạp. Thì rất là phong phú để mô tả cho chúng ta năm cái khía cạnh khác nhau của tình yêu. Và tôi khuyến khích anh chị em bắt đầu ghi chép để ý và để chúng ta có thể thêm sự nồng cháy ở trong hôn nhân của mình, để chúng ta phục hồi tình yêu ở trong hôn nhân của chúng ta. Để chúng ta giữ rào cũng như là đánh đuổi những con chồn phá hoại vườn nho của chúng ta bằng cách chúng ta cho nhau một cách trọn vẹn tình yêu trong năm khía cạnh của nó. Ở trong tiếng Hy Lạp khi nói đến tình yêu có năm chữ người ta sử dụng, đó là Eros, Storge, Phileo, Epitumia và Agape. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ, để chúng ta có thể yêu vợ chồng của mình một cách trọn vẹn, chúng ta phải bày tỏ cả năm phương diện của tình yêu này. Thứ nhất là tình ái, Eros, romantic love. Tình ái, romantic là gì? Nó là một cái thứ tình cảm đem lại sự hứng thú. Đó là thứ tình cảm lôi cuốn, quyến rũ, khiến cho bạn cảm thấy như mình là quan trọng nhất ở trong thế giới này. Là tình ái, là tình yêu say mê. Và để ý đến, đây là cái thể loại tình yêu nó làm cho cái người phối ngẫu của mình cảm thấy như họ là người quan trọng nhất ở trong thế giới này. Đó là lý do tại sao khi chúng ta thấy có một cặp đang yêu nhau hay là mới cưới, họ ngồi xuống họ ăn rồi họ đốt hai cây nến lên gọi là candlelight dinner. Chúng ta nhìn chúng ta, oh it's so romantic. Tại sao? Bé nói rằng tất cả mọi người đừng để ý đến chúng tôi. Chúng tôi đang muốn dành cái không gian này cho chúng tôi mà thôi. Họ đốt nến, họ ngồi, họ ăn. Nhưng mà thường những cặp này đó anh chị em, thức ăn thì nó nguội rồi. Tại vì họ chỉ nhìn nhau, nhìn mắt của nhau thôi là họ thấy no rồi. Còn những cặp mà cưới nhau lâu ngày, chúng ta thấy thì nến chưa đốt là họ đã ăn xong bữa ăn của họ rồi. Phải không anh chị em? Quan sát đi rồi chúng ta sẽ thấy. Có những người mà họ sống mà đang yêu nhau đó, chúng ta vào tiệm ăn chúng ta thấy, chúng ta có thể nhìn thấy những cặp này liền. Họ ngồi và họ chỉ nhìn nhau, đắm đuối nhìn nhau. Thức ăn thì để nguội, tô phở nó nở mà họ nhìn nhau.
Rồi có một số cặp khác là họ vừa ăn vừa nói. Cái nào cũng còn đỡ. Rồi có những cặp mà chúng ta thấy rằng ăn xong tô phở mà không nói với nào câu nào hết á. Và chúng ta biết lâu lắm rồi đó. Cái đó cũng cưới nhau phải ít nhất là cũng phải trên 20 năm rồi. Đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy nó xảy ra thường xuyên xung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta đang làm một cuộc cách mạng. Chúng ta muốn xây dựng cái tình ái ở trong hôn nhân của chúng ta một cách mạnh mẽ. Tại sao tình ái mất sự nóng bỏng của nó trong hôn nhân? Vì áp lực của cuộc sống. Vì những rạn nứt chưa hàn gắn, vì những bất hòa chưa được giải quyết. Vì những căng thẳng, vì không đủ thời gian sinh lực. Không biết cách nào để giúp người bạn đời của mình cảm thấy romantic. Nếu ai mà không biết cái điều này, các anh nào mà chưa biết hết, xin gặp tôi sẽ chia sẻ một số vốn liếng mà tôi kinh nghiệm để biết cách giúp cho vợ của mình cảm thấy romantic. Đây là việc rất là cần. Anh chị em ơi, hãy nhớ đến điều này. Hỏi những người đàn ông, đây là công việc của bạn. Bạn còn nhớ cái ngày bạn đeo đuổi nàng không? Bạn dành nhiều thời giờ để suy nghĩ. Bạn nghiên cứu xem con cá này nó thích ăn mồi nào. Chạy đầu này đầu kia hỏi thăm những người bạn thân có biết là nàng thích cái gì. Rồi mình bằng mọi cách mình làm cho được cái điều đó để được lòng nàng. Anh chị em hãy nhớ đến điều này. Cái tình ái đó nó cũng cần phải được luôn luôn nuôi dưỡng ở trong hôn nhân của chúng ta. Thưa các anh, đây là điều rất là quan trọng mà cần nhớ. Đó là chúng ta thực hiện bằng cách là chúng ta đặt nó vào trong thời khóa biểu của mình. Nó không tự nhiên xảy ra. Ngày xưa mình hẹn nhau nó đâu có tự nhiên xảy ra đâu. Mình phải hẹn trước, rồi mình chuẩn bị. Rồi khi phải đi hớt tóc, rồi phải mua bộ đồ cho nó tốt. Lấy đôi giày của mình ra, đánh si ra cho nó thật là bóng để đi gặp nàng. Bây giờ đó thì đôi giày của mình nhìn xuống nó thấy phát sợ. Quần áo thì cũng có, tắm rửa cũng không tắm nữa, hôi như cú. Nói như sao, bà lúc này mà không có romantic không mọi sư ơi. Nhìn anh là bà thấy phát sợ rồi, huống chi là romantic. Rồi nàng cũng vậy, hồi xưa, mình được cái hẹn, chàng sẽ đến rước mình đi ăn. Mình làm gì? Mình chạy đi ra, mình làm tóc, rồi mình làm móng tay, rồi mình chuẩn bị đủ mọi thứ, rồi quần áo nó tươm tất. Bây giờ ông chồng ông về, ông nhìn ông thấy phát sợ. Hả? Hình dung với tôi cái hình ảnh mà chúng ta thấy một người phụ nữ. Mà ông chồng ông đi về thấy bà còn cuốn mấy cái cuốn ruler bà để trên đầu của bà. Bà đi dép lẹp xẹp ra, bà mở cửa. Ông chồng nghe, ông thấy muốn té xỉu bởi vì khác quá. Hãy dành thời giờ. Mấy anh nhớ thứ tư này là ngày Valentine. Phải đặt chỗ, phải để ý để chúng ta có thể dắt người yêu đi đến cái chỗ đó để xây đắp cái tình ái trong đời sống của chúng ta. Thế loại tình yêu thứ nhì đó là storge, là tình yêu an tâm lệ thuộc. Storge là tình yêu khiến cho chúng ta cảm thấy mình thuộc về nhau, là sự an ninh tìm thấy khi trở thành phần tử của một gia đình. Storge là loại tình yêu đáng tin cậy, thoải mái, nó cho chúng ta một bầu không khí tin cậy hoàn toàn và tự nhiên. Để cảm thấy mình được an ninh ở trong mối liên hệ của vợ chồng của mình. Tại sao storge quan trọng trong hôn nhân của chúng ta? Vì nó cho phép chúng ta sống một cách tự nhiên. Nó cho chúng ta sự tin tưởng hoàn toàn. Để chúng ta có thể cởi mở và thành thật chia sẻ với nhau. Và chúng ta biết rằng người mình yêu sẽ không bao giờ làm cho mình đau khổ hay là bỏ rơi mình. Và đây là điều rất là quan trọng đối với người phụ nữ. Sống với nhau một thời gian, các anh chị sẽ thấy cái điều này. Người Mỹ họ kêu cái câu là nothing like home. Điều này nó ý nghĩa lắm. Tôi đi xa nhiều và tôi thấy và kinh nghiệm cái điều này. Người ta chỉ cho những cái cách để chúng ta có thể mang một phần của gia đình của mình, của nhà của mình đi theo với mình. Đem áo gối để cái mùi
xà bông mà giặt thường đó, nó làm mà chúng ta quen đó, nó có thể giải quyết được tình trạng chúng ta nằm ngủ mà áo gối của khách sạn nó nặc cái mùi của thuốc tẩy, để đem cho một phần của căn nhà của mình đi chung với mình. Anh chị em dù làm cái gì đi nữa đó, thì tôi có thể cam đoan và nói với anh chị em, tôi là người đi xa nhiều, đi ngoại quốc nhiều, đi những chuyến bay đi xa nhiều, không có một cái chỗ nào bằng mình về tới nhà của mình. Cái tối đầu tiên mà chúng tôi về tới nhà thường là cái tối mà tôi ngủ ngon nhất. Tại sao? Mình leo lên giường nằm mà mình biết có một cái người yêu mình nằm kế bên cạnh. Nó rất là quan trọng. Mình biết rằng họ kế bên cạnh và có thể quan sát, cũng có thể tiếp tay khi có những cái gì nguy hiểm xảy ra. Cho nên mình có thể tự nhiên và chìm vào trong giấc ngủ một cách thoải mái. Ở đây cũng là điều mà tôi nhắc với anh chị em, đó là lý do tại sao khi có những cái điều không có vui với nhau, khi có những cái khó khăn, khi có những cái bất hòa phải giải quyết. Vậy làm sao chúng ta có thể ngủ ngon ở trên trùng một giường với kẻ thù? Cho nên Chúa ngày dạy chúng ta rất là có ý nghĩa, đó là hãy giảng hòa và đừng để cho mặt trời lặn ở trên cái sự giận của mình. Phải tha thứ nhau, phải giải quyết trước khi mặt trời lặn. Tình yêu Storge rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Tôi có một cái nan đề khác nữa khi đi xa, đó là rất là khó ngủ ở trên phi cơ cũng như là trên một cái chuyến xe hay là một cái phương tiện di chuyển nào, giao thông nào đó mà nó đang di chuyển. Mà trong những năm gần đây thì tôi có thể ngủ được một ít khi tôi ở trên phi cơ. Lý do là bởi vì nhà tôi đi chung với tôi. Bởi khi mình ở trên phi cơ, một trong những điều mà mình lo đó là trong lúc mình ngủ mình không biết cái gì đó, mình không biết mình có dựa qua cái bà kế bên cạnh hay là cái ông kế bên cạnh hay không, biết đâu chừng cái đầu mình ngoẻo qua bên đó rồi mình dựa trên vai của họ rồi mình ngái khò khò trên đó chăng, mình không biết. Cho nên không có, nó cứ chập chờn không thể ngủ được. Nhưng mà khi chúng tôi, các cháu nó lớn đủ mà nhà tôi có thể đi chung với chúng tôi trong cái điều kiện mà Chúa cho phép trong những năm gần đây, thì lên đó chúng tôi có thể dựa nhau và có thể ngủ được. Vì dĩ nhiên là nhà tôi dễ ngủ hơn tôi rất là nhiều. Nhiều khi nhìn mà thấy sao nó không có công bằng, tôi mới là người cần phải ngủ nhiều hơn chứ. Nhưng mà không sao, ít nhất là mình có thể ngủ được vì mình biết có một cái người mà mình an tâm đủ, bởi vì cái tình yêu an tâm lệ thuộc đã được xây dựng giữa chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, tình yêu an tâm lệ thuộc này rất là quan trọng. Và làm sao để chúng ta có thể xây dựng được? Bằng cách chúng ta lắng nghe người bạn đời của mình mà không ngắt lời, tôn trọng ý kiến của họ. Chúng ta chấm dứt cái việc chỉ trích công việc của họ làm, tôn trọng giờ giấc của họ và đừng bao giờ hăm dọa hoặc là dùng cái điều kiện tối hậu để đạt theo ý riêng của mình. Tất cả những điều đó sẽ làm cho cái sự an tâm lệ thuộc vào nhau nó biến mất. Và đây là điều quan trọng nhất anh chị em nhớ tới đây. Đó là đừng bao giờ làm cho họ mất mặt hoặc bị chà đạp vinh dự ở giữa công chúng. Có những đám cưới của cộng đồng của chúng ta mà tôi đi tham dự trong cái lễ cưới. Cộng đồng của chúng ta có cái việc đó là có những người trong cái chương trình văn nghệ bỏ túi đó, có những người lên họ hát, có những người lên họ kể chuyện vui. Và nhiều khi tôi thấy có những người chồng mà tôi nói rằng không thể chấp nhận được. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của vợ của họ đó là bắt đầu xanh rồi. Vì mỗi lần họ chụp điện thoại lên, xin lỗi, microphone lên, họ nói những cái câu mà chúng ta thấy rằng không thể chấp nhận được. Như bà xã của tôi đó, bà vợ của tôi đó, bà là sư tử Hà Đông hay là cái gì đó. Họ kể và họ nghĩ rằng cái điều đó nó là chuyện mình pha trò cho nó vui. Hay là cái gông lên cổ là cái xiềng ở chân của tôi.
Anh em tôi nghe những điều đó và tôi thương cho người vợ của họ. Trên ánh mắt tôi thấy người vợ bắt đầu, khi bà bước vào trong cái bữa tiệc đó thì trang điểm phấn son đi vào rất là hãnh diện. Nhưng mà ngay cái giây phút ông chồng ông đứng lên, ông cầm cái microphone một cái, tôi thấy bà xẹp xuống, bà thu nhỏ lại trong cái ghế của bà, vì bà đang bị làm nhục ở giữa đám đông. Và đây là điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên nếu có ai mà nghĩ rằng pha trò nói bậy, nói xấu về vợ của mình, làm nhục nàng ở giữa đám đông là cái điều khôi hài của mình đó, thì xin nhớ một điều, đó là bạn là người ngu xuẩn nhất ở trên trần gian này. Vì điều đó nó làm cho tình yêu an tâm lệ thuộc này biến mất ngay tức khắc. Đó là lý do tại sao vợ của bạn cảm thấy bất an khi nghe nói rằng có một cái đám cưới nào đó chúng ta sẽ cùng đi, hay là trong cái bữa tiệc này chúng ta sẽ xuất hiện ở giữa đám đông, bởi vì nàng biết rằng có cơ hội thì bạn sẽ làm nhục bà ở giữa đám đông như vậy. Thứ ba là tình bạn khăng khít, phileo. Đây là cái tình bạn được xây dựng bởi chúng ta dành thời giờ cho nhau và chúng ta chia sẻ những sở thích với nhau. Xin Chúa giúp đỡ để anh chị em xây đắp cái tình yêu này, cái lĩnh vực này trong đời sống của mình bằng cách dành nhiều thời giờ cho nhau hơn. Đừng chăm chú vào ở trong Facebook hay là những cái thứ khác nữa, mà tập trung vào nhau. Nhớ lại những cái ngày mà chưa có những con chồn này xuất hiện đó, là mình nhìn nhau, mình nói chuyện. Có những cái bức ảnh khôi hài cho thấy một cái gia đình, họ ngồi trên bàn ăn và mỗi người ôm một trái táo. Cha một trái, mẹ một trái, con một trái. Và trong lúc đang ăn như vậy thì thấy là mắt của họ nhìn vào trong cái trái táo của họ, cái iPhone đó anh chị em. Nhiều khi họ ăn mà họ không nhìn xuống thức ăn. Ở trên mạng có một cái, cái hình ảnh cũng khá thú vị mà tôi nhìn, tôi nói là sẽ có ngày có cái cô này, cô đang ngồi ăn rồi cô phải đứng lên làm cái việc gì đó, và cô bận rộn cô coi ở trên cái iPhone của mình, thì cô nhớ thoáng thoáng là mình ngồi cái khoảng cái bàn đó, thì cô ngồi xuống, cô cầm đũa lên mà cũng không nhìn nữa, cứ nhìn trong iPhone mình, ăn cái tô mì trước mặt mình. Và tô mì đó không phải của mình mà của cái ông kia, ông đang ngồi trước mặt. Sẽ có ngày nếu chúng ta lãng quên cái việc đó, xây dựng tình yêu phileo, tình bạn ở trong hôn nhân của mình bằng cách dành thời giờ cho nhau, đi bắt phố, sinh hoạt, đi ra công viên, dành thời giờ như là những người bạn thân, dành thời giờ cho nhau, chia sẻ những sở thích với nhau. Điều thứ tư là tình yêu ân ái, epitomia. Đây là thể loại tình yêu mà chúng ta nhận biết Chúa ngày dựng nên chúng ta là tạo vật có khả năng ân ái. Và cái nhu cầu về tính dục là điều mà Chúa ngày đặt để trong chúng ta. Và đó là hình ảnh đẹp nhất ở trong ánh mắt của Đức Chúa Trời, vì ngày dựng nên chúng ta như vậy. Nó có cái mục tiêu của nó trong vấn đề nối tiếp giống nòi, mà nó cũng là đáp ứng một nhu cầu rất là sâu thẳm ở trong đời sống của chúng ta. Chúa biết chúng ta cần điều đó. Cho nên anh chị em nhận biết Chúa dựng nên chúng ta là tạo vật cần ân ái là điều rất là quan trọng. Và chỗ này tôi xin nói giùm cho mấy ông và các chị em nhớ cái điều này. Người chồng của các chị, của các em gần gũi trong ân ái với quý vị là cái cách duy nhất hợp pháp, hợp ý của Chúa ở trên thế gian này. Không có cách nào khác. Chúng ta không muốn ông đáp ứng nhu cầu này với một người khác, cái đó phạm tội cùng Chúa, phạm với lại quy luật của luân thường đạo lý. Cho nên đó là cái cách duy nhất để chồng của các chị em có thể đáp ứng được nhu cầu này, được đáp ứng một cách hợp lý, hợp luật của Chúa.
Cho nên hãy áp dụng như lời của Chúa dạy chúng ta, đó là đừng từ chối nhau, trừ trường hợp chúng ta biệt riêng cái thì giờ kiêng ăn cầu nguyện. Nhưng mà sau khi xong rồi thì phải trở lại sống với nhau, còn không thì chúng ta để cho kẻ thù nó có thể nhân dịp nó đi vào và nó gây khó khăn cho đời sống của chúng ta. Chúng ta để cho những con trồn nó có cơ hội, như là chúng ta mở cổng cho nó chạy vào, rất là nguy hiểm. Chúng ta cần trao dồi học hỏi kiến thức về tính dục. Cái người chồng có cái mối liên hệ tốt đẹp với vợ của mình trong vấn đề chăn gối, tạo một cái sức mạnh, niềm tin, tự tin cho người chồng rất là nhiều, vì anh thấy rằng mình là người có cái bản lãnh. Còn nếu tiếp tục bị vợ khước từ, thì người chồng đó sẽ dần dần mất đi cái tự tin trong đời sống của mình, và sẽ đi đến cái chỗ không còn có lý tưởng để sống. Nên rất là quan trọng. Đối với người đàn ông thì cái nhu cầu về chăn gối nó luôn luôn có mặt và rất là cần thiết cho người đàn ông. Cho nên các chị em hãy nhớ điều đó. Và cuối cùng là tình yêu vô điều kiện, agape, giúp đỡ cho chúng ta yêu thương nhau và chăm sóc nhau trong phước hạnh của Chúa. Tình yêu agape là tình yêu chúng ta không có, nhưng mà đến từ Chúa. Roma chương 5 câu 5 nói rằng đây là tình yêu mà Đức Chúa Cha bởi Thánh Linh của Ngài rải khắp ở trong tấm lòng của chúng ta, khiến cho cái bể chứa của tình yêu của chúng ta được đầy, để chúng ta có thể cho ra cái tình yêu vô điều kiện này. Nó vô điều kiện bởi vì tình yêu vô điều kiện này là một cái sự lựa chọn. Nó không tùy thuộc vào người nhận, nhưng mà nó là quyết định của người cho. Nên rất là quan trọng. Là tình yêu vô điều kiện vẫn tiếp tục mặc dù đối tượng không còn dễ thương nữa. Có những ngày mà người phối ngẫu của chúng ta nhìn không có dễ thương chút nào hết, thì lúc đó đang giận với nhau, thì cái tình yêu vô điều kiện này nó sẽ giúp đỡ, nó nuôi dưỡng và nó sẽ nâng đỡ cho đến chừng cái tình ái nó được phục hồi ở trong hôn nhân của chúng ta. Tình yêu vô điều kiện đòi hỏi một cái sự hiểu biết. Tạm dùng cái danh từ đó là chúng ta phải biết chỗ ngứa của người thân của chúng ta, của gia đình của chúng ta, của người phối ngẫu của mình. Có một mục sư tiến sĩ chuyên về tâm lý học, Gary, ông đã viết một cái quyển sách 5 ngôn ngữ của tình yêu mà tôi khuyến khích hết thảy anh chị em có mặt ở tại đây hãy tìm và đọc cho được. Ông nghiên cứu và ông thấy rằng ở trong thế giới loài người của chúng ta có 5 cái ngôn ngữ tình yêu mà chúng ta phải biết người phối ngẫu chúng ta nói cái thứ ngôn ngữ nào, hầu cho chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể chuyện trò và chúng ta có thể giúp cho họ cảm nhận, kinh nghiệm được tình yêu của chúng ta khi họ nói đúng cái ngôn ngữ của chúng ta. Bằng không đó thì vợ chồng sẽ nói tiếng ngoại quốc với nhau, không ai hiểu ai hết. Có những người vợ, người chồng họ bực mình, họ khó chịu vì tại sao tôi là làm đủ hết mọi cách mà không thấy sự đáp ứng lại. Chưa hết mọi cách đâu, có một cái cách mà chúng ta cần phải biết, đó là cần phải hiểu biết người phối ngẫu của mình nói cái thứ ngôn ngữ nào. 5 thứ ngôn ngữ rất là quan trọng mà chúng ta cần biết để chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của nhau. Ai chưa biết 5 thứ ngôn ngữ này, xin gặp tôi sau giờ nhóm, tôi sẽ chỉ cho anh chị em. Còn không, hãy mở cơ hội để tìm mua cuốn sách 5 ngôn ngữ tình yêu này, để chúng ta sẽ nói những thứ ngôn ngữ mà người phối ngẫu chúng ta có thể hiểu, có thể cảm nhận được tình yêu của mình ở trong ơn của Chúa. Để kết luận, phương cách duy nhất để vợ chồng của chúng ta cảm nhận được tình yêu của chúng ta, để thêm sự nồng ấm trong hôn nhân, đó là khi chúng ta áp dụng một cách trọn vẹn, thực hành cái tình ái, tạo cái tình bạn ở trong hôn nhân của mình, cũng như tạo một môi trường của tình yêu an tâm lệ thuộc ở trong đời sống, và nhất là tình yêu vô điều kiện, và cho chúng ta có thể xây dựng, rào chặt cái vườn nho của chúng ta
và đánh đuổi những con chồn có tiềm năng có thể phá hoại vườn nho của chúng ta, để đời sống của chúng ta được tốt đẹp. Hầu cho chúng ta có thể để lại di sản tốt đẹp cho thế hệ kế thừa. Hôn nhân của chúng ta phải hạnh phúc, để nuôi dưỡng những người con tinh kính, kính sợ Chúa. Hôn nhân của chúng ta phải hạnh phúc, để mở rộng biên cương nước của Chúa. Hôn nhân của chúng ta phải hạnh phúc. Và đó là trái mà tôi tin rằng Chúa đã định phải kết quả và đậu luôn ở trong đời sống của chúng ta, cá nhân cũng như gia đình của chúng ta. Hầu cho chẳng những chúng ta được hưởng phước hạnh ngày hôm nay, nhưng mà nhiều thế hệ sẽ được phước lây bởi những gì Chúa nghe làm cho đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta khuyến khích trong thời gian này, những người có đủ vợ đủ chồng có mặt ở tại đây, xin tìm nhau và chúng ta sẽ nắm tay chung với nhau và chúng ta cầu nguyện. Những người độc thân tại chỗ, những người còn độc thân, hãy cầu nguyện cho những cặp vợ chồng này. Như tối thứ ba chúng ta đã học, chúng ta cầu nguyện như Aphara đã cầu nguyện, để họ có thể bước vào ở trong thiên mệnh, ở trong kế hoạch phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của họ. Họ làm, họ trở nên trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Vợ chồng có mặt tại đây hãy cầu nguyện với nhau. Nếu chúng ta khám phá những con chồn mà hôm nay chúng ta nghe và chúng ta khám phá được, hãy làm một cái quyết tâm là chúng ta phải bắt bằng được, là chúng ta đánh đuổi nó ra khỏi vườn nho của mình. Rồi anh chị em cầu nguyện cho những người còn độc thân ở giữa chúng ta tại đây. Amen anh chị em. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện dựa trên những điều Chúa Ngài phán dạy chúng ta trong thời gian này. Vợ chồng nắm tay nhau cùng cầu nguyện chung với nhau. Xin Chúa Ngài ban phước trên hôn nhân của mình, để chúng ta có thể chuyển tải đức tin của chúng ta cho thế hệ kế tiếp trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Hallelujah. Chị em có mặt ở tại đây, nếu quý vị thấy có những điều, có những con chồn mà nó đã hoành hành nhiều năm ở trong vườn nho của mình, cảm nhận phải có một cái sự tiếp trợ, góp sức mà chúng tôi có thể góp phần được, chúng tôi sẵn sàng để cầu nguyện cho quý vị. Chúng tôi ở trong kinh nghiệm của 34 năm trong hôn nhân và 35 năm trong sự hầu việc Chúa, chúng tôi đã giúp đỡ không biết bao nhiêu gia đình. Chúng tôi có những cái kinh nghiệm và có những vốn liếng để có thể cùng chiến trận để giúp đỡ anh chị em được trọn vẹn ở trong hôn nhân của mình, ở trong phước hạnh. Nếu cần, xin nán lại và tiến lên phía trước tại đây và chúng tôi sẽ cầu nguyện với anh chị em. Thưa Hội Thánh, đây là mục tiêu của chúng ta, tạo một cộng đồng niềm tin thật là vững mạnh, để chúng ta nuôi dưỡng những người con tin kính Chúa ở trong hội thánh này, và nhằm mục đích để chúng ta nới rộng biên cương nước của Chúa qua lời làm chứng mạnh mẽ của hôn nhân của chúng ta. Và đây là bức ảnh lớn hơn, bức ảnh toàn diện mà chúng ta cần thấy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thật là chuyên cần để và bắt cho bằng được những con chồn lửa bóng tối để lẻn vào trong hội thánh, để phá hoại mối liên hệ chúng ta với Chúa, mối liên hệ chúng ta với nhau trong hội thánh và mối liên hệ của chúng ta trong hôn nhân. Xin Chúa ban phước và giúp đỡ trên chúng ta, và chúng ta có thể xây dựng cộng đồng niềm tin này. Tôi đeo đuổi cái tỷ lệ
95-97% con cháu của chúng ta sẽ giữ được niềm tin khi chúng nó đủ lông đủ cánh bay ra khỏi nhà của chúng ta, đi vào trong lứa tuổi của sinh viên của đại học, thì chúng nó vẫn vững niềm tin và có thể được Chúa Ngài ban phước sử dụng chúng nó một cách tốt đẹp. Tôi không chấp nhận 80% con cái của chúng ta sẽ bỏ Chúa, sẽ bỏ nhà thờ, không còn sinh hoạt với Hội Thánh. Amen anh chị em. Chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con. Hãy giúp bắt cho chúng tôi những con trồn, những con trùng nhỏ phá hoại vườn nho của chúng tôi, vì vườn nho của chúng tôi đang trổ bông. Chúng con cảm ơn Chúa vì vườn nho của chúng con đang trổ bông. Trong mối liên hệ chúng con với Chúa, khi chúng con cứ ở trong mối liên hệ với Ngài, mật thiết với Ngài, thì Chúa hứa với chúng con rằng chúng con sẽ sanh ra lắm trái, vì ngoài Ngài chúng con không thể làm gì được. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở chúng con trong ngày hôm nay có những con trồn nó lẻn vào ở trong đêm tối, nó làm gián đoạn mối liên hệ chúng con với Chúa, nó làm cho hư hỏng đi những gì mà chúng con đã xây dựng trước đây. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể bắt được những con trồn này, chúng con đuổi nó ra khỏi vườn của chúng con tiêu diệt nó từ lúc nó còn nhỏ, để nó không trở nên những con trồn lớn có tiềm năng để phá toang hết, phá hỏng hết cả cái vườn nho của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Đều xin ban phước trên anh chị em chúng con, những gia đình ở trong Hội Thánh VBC Houston tại đây, để chúng con tràn đầy hạnh phúc, đời sống của chúng con được phước của Chúa và là một lời làm chứng mạnh mẽ ở giữa thế gian này, và có Chúa trong đời sống, hôn nhân của chúng con tràn đầy hạnh phúc ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cũng sử dụng đời sống của chúng con là những người đã quá tuổi, không còn ở trong tuổi của hôn nhân nữa. Chúng con vẫn là những người ông, người bà đầy ơn của Chúa, để có thể tiếp tay, để có thể góp sức, để có thể góp ý cầu thai cho những gia đình trẻ, để chúng con có thể tiếp tục cuộc chạy đua này cho đến chừng chúng con thấy thế hệ thừa kế sẽ nhận được đức tin của mình và chạy một cách tốt đẹp trong cuộc đua mà Chúa đã bày ra trước mắt của họ. Chúng con cảm ơn Chúa cả cái ngày, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Phía trước sảnh đường của chúng ta, những người trẻ họ có sắp đặt cho chúng ta những cái điểm để chụp hình. Có một cái điểm mà vợ chồng có thể đứng chụp hình với nhau, đó là you and me. Quý vị có thể bước ra và chụp một tấm hình kỷ niệm để chúng ta nhắc nhở về điều chúng ta học ở trong ngày hôm nay. Thứ tư này là ngày của tình yêu, hãy nhớ đến điều đó. Các anh nhớ chuẩn bị làm một việc mới cho hôn nhân của mình. Và trên hết mọi sự, xin Chúa Ngài ban phước anh chị em một tuần lễ tràn đầy phước hạnh của Chúa, và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong ơn của Chúa. Amen. Hallelujah.